Tao đổ không sai mà. Mày là thằng có nghề. Trả lời đi. Dạ. Mày là ai? Tại sao lại giấu tao? Dạ, anh đừng có nói cho ai biết chuyện này hết. Em cũng giống như anh thôi. Giống như tao là sao? Dạ, tài lỡ nhúng chàm. Em chán cuộc sống trong giang hồ lắm rồi. Cho nên em chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường. Tại sao mày đọc được ý nghĩ của tao? Vì đó cũng là suy nghĩ của em. Anh Cảnh, thật ra là em không cố tình giấu thân phận của mình đâu. Chẳng qua là vì cuộc sống trong giang hồ em ngán lắm rồi. Em muốn tìm một nơi bình yên, một nơi yên lặng để dừng chân. Nói thì dễ, nhưng giữa chốn giang hồ, tao e là sẽ không có những khung cảnh yên tĩnh hay những bến đỗ yên bình dành cho những cánh chim mỏi mệt muốn dừng bước giang hồ như tao với mày. Anh Cảnh, đừng có mơ. Em nghĩ là anh đừng quá bi quan như vậy. Mình chỉ cần quay đầu thôi là sẽ thấy bờ trước mắt liền. Bờ trước mắt, đúng là suy nghĩ ngây thơ của mấy đứa con nít. Giữa giang hồ hiểm ác, mày nghĩ mày có thể rửa sạch chân tay sau khi đã trót nhúng chàm hay sao? Không chỉ một lần đâu, nhiều lần rồi. Tao muốn dừng lại, muốn làm một người bình thường. Có được đâu. Dấn thân vào giang hồ hiểm ác, khó có thể quay đầu lắm. Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh. Giúp tao à? Dạ. Mày lo cho bản thân mày trước đi. Có chuyện xảy ra rồi đại ca ơi. Đi mày. Anh Sĩ Đăng, nghe lời tao, bây giờ rút còn kịp. Anh cứ tin em. Tụi bay đã chuẩn bị xong chưa? Giết gà không cần đến da mổ bò đâu. Tiêu Hoành, mày ra đấu với nó. Dạ. Sĩ Đăng, mày đúng là điếc không sợ súng mà. Giết nó đi. Hay quá Sĩ Đăng, đúng rồi. Đứng dậy tiếp tục đi. Mày heo mày, đứng đi mày. Đáng đời mày nha mày. Hay quá Đăng ơi. Dừng lại, đem dạy cho nó một bài học. Ai kêu mày lên? Nhưng mà tao nói thả là thả, không nhân nhị gì hết. Dạ. Anh Cảnh. Anh. Cởi trói cho tụi nó. Dạ. Nhanh lên. Nhanh. Đi đi mày. Anh Cảnh. Đại ca. Anh Cảnh. Cảm ơn anh Cảnh nhiều lắm nha. Đại ca, tuyệt vời. Mọi chuyện đã giải quyết xong. Anh. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, mày hãy tuân theo luật giang hồ. Từ nay không được đến địa bàn của tao làm ăn quấy phá. Đằng sau, tụi mày không còn gặp may như vậy nữa đâu. Rút. Dạ. Đi. Anh Cảnh. Đi rồi đại ca. Anh có sao không? Đại ca sao vậy? Anh không có sao đâu. Anh. Đi về. Thôi. Dạ. Đi. Đi. Anh Cảnh. Anh Cảnh. Anh Cảnh. Anh làm sao vậy? Anh Cảnh ơi. Anh Cảnh. Anh Cảnh. Tuy là vết thương không ảnh hưởng tới gân và các mạch máu khác, nhưng mà phần mềm bị rách rất là sâu và rộng, cho nên khả năng nhiễm trùng rất là cao, không thể coi thường được. Cần phải uống kháng sinh đủ liều và thay băng đúng cách, biết không?
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị thương, vì vậy không cần cô phải giảng bài. Tôi tự biết chăm sóc cho bản thân mình như thế nào. Cô chỉ cần cho biết lịch khám, mỗi lần khám bao nhiêu tiền, vậy là xong, rồi đi về. Anh tưởng tôi tới khám cho anh vì tiền chắc? Ngoài lý do đó ra, đâu còn cách nào khác để giải thích việc cô đến đây thăm khám và chích thuốc cho tôi đâu. Không lẽ đừng có nói là cô đến đây chăm sóc vết thương cho tôi là vì xuất phát từ tình cảm nha. Nếu như vậy thì tôi e là cô phải thất vọng thôi, bởi vì tôi đã có người rồi. Anh bị quan tưởng hả? Tôi mà thèm để ý tới anh hả? Nhảm nhí. Vậy thì tốt. Nhiêu tiền? Trang. Dạ. Trả tiền cho cổ giùm anh. Dạ. Gì? Đưa tiền. Có đâu? Đâu có. Anh mới vừa tỉnh dậy á, nói chuyện nhiều không có tốt đâu. Anh ăn cháo nha. Hả? Ngon quá. Ăn miếng nữa nha. À đây nè. Ê. Anh ăn thêm miếng nữa đi. Thôi, anh no rồi. Ăn đi mà. Đại ca. Có đau không đại ca? Cũng quen rồi, không sao. Để em. Trước à, hay là để anh tự múc cho, anh còn tay mà. Chứ em cứ làm như vậy hoài, anh thấy anh giống phế nhân quá. Không được, cô bác sĩ hôm qua đã dặn rõ ràng rồi. Vết thương của anh tuy không nguy hiểm lắm, nhưng rất dễ nhiễm trùng và chảy máu. Anh không nên cử động nhiều. Giàu sinh ra tử hơn trăm lần rồi, đâu phải anh bị thương lần đầu đâu. Cô ta chỉ làm quá lên để thấy mình quan trọng thôi. Anh vì cứu em mà bị thương thì em phải chăm sóc cho anh lại mới đúng chứ. Anh thoái thác không cho em đút cháo á là ghét em lắm đúng không? Tuyết à, em không có bẫy anh bằng câu đó được đâu. Anh có ghét em hay không á, chính em là người hiểu rõ nhất, đúng không? Em không có bẫy anh. Em biết là anh thương và quan tâm em, còn hy sinh cho em nhiều lắm. Nhưng cái em cần không phải là những điều này. Em cần anh ở một tình cảm khác. Anh Cảnh à, cho em về ở chung đi, em sẽ hầu hạ và chăm sóc cho anh mà. Vấn đề này á, anh đã nói với em nhiều lần rồi, không thể thay đổi được đâu. Anh không muốn nhắc lại. Em không cần danh phận, em chỉ muốn được chăm sóc cho anh. Thì bây giờ anh em mình vẫn qua lại chăm sóc cho nhau được mà. Anh không muốn làm cho em buồn, nhưng mà anh đã nói nhiều lần với em rồi, trên đời này anh chỉ có một tình yêu thôi. Em không dành tình yêu với chị ấy, em cũng không bắt là anh phải yêu em mà. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Anh Cảnh. Anh Cảnh, em với ba tới thăm anh nè. Anh bị làm sao vậy? Để em khám cho anh nha. Thôi, không cần đâu. Anh Cảnh ở đây có bác sĩ rồi. Với lại cô không biết sẽ làm vết thương của anh Cảnh nhiễm trùng thêm đó. Trời ơi, chị đừng có lo. Sắp tới tôi cũng là bác sĩ rồi mà. Ba vết thương nhỏ này nhầm nhỏ gì. Anh yên tâm đi, em đủ sức chăm sóc mà. Em khám cho anh nha. Cẩm Tú, muốn thăm khám vết thương gì thì đợi chút nữa, để ba hỏi thăm cậu ấy đã. Con xin lỗi, con quên. Anh Cảnh, ba em tới thăm anh nè. Ba, có gì ba nói với ảnh đi ba. Hôm qua một bác sĩ
Hôm nay lại một bác sĩ nữa, kiểu như làm sao cạnh tranh lại đây. Nhưng cho dù không lại, mình cũng sẽ quyết giành cho được, không để ai giành mất anh Cảnh của mình đâu. Tụi bay đã điều tra được những gì? Dạ, thằng này tên Sĩ Đăng. Em nghe đồn là một tay anh chị biệt trường, chưa có số má, chán cảnh giang hồ đâm chém, nên quyết chí lên thành phố để lập nghiệp đó đại ca. Trước giờ á, hắn luôn giả bộ hiền lành, dù cho bị bọn Tài Phi Giao chèn ép vẫn không bộc lộ bản thân. Trong mắt tụi Tám Sức, Hương Bư nó không đáng một đồng. Nhưng lạ một điều là tên Cảnh kia có vẻ thân và tin tưởng nó lắm. Từ trước tới giờ vẫn có câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hai đứa cùng chung ý nghĩ, dĩ nhiên sẽ thân với nhau thôi. Để nó ngang nhiên dắt người đi thật là mất mặt. Đại ca, hay là để em dắt quân đi đập cho nó một trận, dằn mặt nó lấy lại phong độ nha đại ca. Nếu tao dằn mặt được, tao đã dằn mặt từ lâu rồi, không phải đợi mày nhắc. Dạ, bước tiếp theo làm gì đại ca? Tuy không nói ra, nhưng tao biết thằng Giang đã bỏ cuộc ở ba con Ngọc Ánh rồi. Từ nay tụi bay cứ thoải mái làm ăn, không sợ nó quấy phá nữa. Sao mà đại ca biết nó bỏ cuộc? Sống ở giang hồ, thân bất vô kỷ. Thằng Giang nó lăn lộn ở giang hồ mấy mươi năm nay, nhưng vẫn không học được điều này. Nó có thể xem thường tính mạng của mình, nhưng không dám đem Tuyết Đen và người thân của mình ra làm liều đâu. Như chuyện vừa qua, tuy mang tiếng là nó thắng, nhưng thật ra nó biết thủ đoạn của tao rồi. Đại ca thật là cao thâm. Cái việc cần làm chính bây giờ, hai đứa bay cho đàn em tiếp cận, lôi kéo thằng Sĩ Đăng về đây cho tao. Nhưng nó là người của thằng Cảnh mà đại ca. Chính vì vậy tao mới kêu lôi về. Ông chủ đang rất cần những thằng có thực lực như Sĩ Đăng về dưới trướng của ông để mở rộng địa bàn. Em biết rồi đại ca. Xài được không có dục gì nè. Sĩ Phương.